cử vào năm 2012, bà Park Geun-hye là nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Chủ trương của bà là thúc đẩy bình đẳng kinh tế và cải thiện mối quan hệ với người láng giềng Triều Tiên. Nhưng với những bế tắc hiện tại, Tổng thống Park Geun-hye sẽ hành động như thế nào để cải thiện được mối quan hệ được coi là oan gia này? Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của Reuters với Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye. Trước khi đắc cử tổng thống, bà đã từng gặp cố chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jong-un và đã có một mối quan hệ khá tốt đẹp. Điều này giúp cho bà có một vị thế rất đặc biệt. Bà có cho rằng con trai của ông ấy, đương kim chủ tịch Triều Tiên ông Kim Jong-un sẽ là một người mà bà có thể tiếp tục đặt mối giao hảo và thúc đẩy sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên? Tôi sẵn sàng gặp gỡ và nói chuyện với bất kỳ ai để có thể giúp hai nước thoát ra khỏi khó khăn của quá khứ và sẵn sàng làm mọi cách để mang lại hòa bình và hợp tác cho Hàn Quốc và cả Triều Tiên. Nhưng điều quan trọng ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng đó không phải chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, mà phải là cuộc gặp gỡ dựa trên tinh thần tôn trọng, chân thành và hữu nghị. Bà có cho rằng phía Triều Tiên sẽ thể hiện tinh thần chân thành và hữu nghị như bà mong muốn hay không? Và nếu có, Hàn Quốc sẽ làm gì để phúc đáp? Chúng tôi không ngồi rung đùi đợi phía Triều Tiên hành động rồi mới phúc đáp. Chúng tôi cũng phải hành động. Đó là lý do chúng tôi đã nhiều lần đưa ra lời đề nghị đàm phán hòa bình. Nếu có sự ủng hộ từ phía Triều Tiên, quá trình thúc đẩy hòa bình và hợp tác sẽ tiến hành ngay lập tức. Khóa họp lần thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa khai mạc, nơi đây sẽ xuất hiện cả Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Triều Tiên. Bà có cho rằng đây là một cơ hội tốt để đề nghị một cuộc đàm phán song phương hoặc chí ít là một cuộc gặp gỡ? Lời đề nghị đàm phán vì hòa bình và hợp tác của tôi trước đây gửi đến phía Triều Tiên vẫn còn có hiệu lực. Chúng tôi luôn chờ đợi sự lắng nghe và phản hồi của họ. Đây là một cơ hội tốt để một lần nữa khẳng định quan điểm của chúng tôi. Nếu như hai vị ngoại trưởng có thể xúc tiến một cuộc gặp gỡ hoặc thể hiện quan điểm đồng thuận trong bất kỳ vấn đề nào đó thì đều là điều tốt lành. Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc đến mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Bà quan niệm như thế nào về căng thẳng giữa hai nước xoay quanh một chuyện đã cũ như là chuyện nô lệ tình dục từ thời Thế chiến thứ hai? Điều mà chúng tôi trông đợi là một lời xin lỗi chính thức gửi đến những nạn nhân trong quá khứ. Chúng tôi cũng đang trông đợi một động thái hữu nghị từ phía Nhật Bản để có thể khôi phục lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Vâng, xin cảm ơn bà.